Trong cái phim này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Outlook Express, cài đặt nó để mà làm thế nào việc đọc đọc tức là nhận và gửi được thư tiếng Việt. Thì đầu tiên là bấm vào Tools, chọn Options. Thì ở trong cái phần Option này khi mình vào đây rồi thì mình bấm chọn Read. Ở dưới cái phần Read á, thì là mình có thể thấy đề hai cái, một cái là International Setting, hai cái là Font. Khi mình bấm vào International Setting ấy, thì mình sẽ thấy là nó nói rằng là hiện nay cái cài mặc định của nó là Western European, tức là cho dành cho các ngôn ngữ tiếng Anh mà thôi, chẳng hạn như như là châu Âu và các nước ở châu Âu và bên Mỹ. Thì cái đó là cái mà mình không thể nào đọc được tiếng Việt cả. Thế thì khi mà mình muốn đổi cái đó thì mình bấm vào Fonts. Rồi cái hộp này nó cái hộp mà cài này nó sẽ hiện ra, thì mình ở trong đó mình chọn Unicode và bấm chọn vào UTF-A. Thì sau khi mà chọn UTF-A rồi thì mình bấm vào cái chỗ Set as Default, tức là mình bảo nó là đây là cái mặc định, cái kết cấu mặc định của tôi. Sau đó thì mình bấm vào OK. Sau khi xong rồi thì mình đấy là phần nhận thư. Thì muốn kiểm tra xem á, thì mình quay trở lại cái International Setting thì mình sẽ thấy là cái kết cấu của nó bây giờ nó đã thay đổi rồi, nó sang thành Unicode UTF-8. Thế thì như vậy là mình có thể từ nay trở đi mình có thể nhận được thư của người nào mà đánh tiếng Việt cũng dùng cái mã UTF-8 đánh cho mình. Thế khi mà mình chuyển sang vào bấm vào cái phần gửi á, send, thì nên nhớ rằng là bao giờ mình cũng chọn cái phần là mail sending format là HTML. Làm như vậy thì nó dẫn có tác dụng rất là lớn, vì khi mà mình đánh thư thì các chữ ở trong thư mình có thể biến nó sang từ màu nọ sang màu kia, hoặc là mình đánh nó đậm lên, in đậm, hoặc in nghiêng, hoặc là chữ mà gạch chân. Thế thì nó có rất là nhiều tác dụng rất là tốt, thì nên để là HTML, đừng đánh để là plain text. Thế và khi mà mình chọn bấm vào International Setting á, thì mình thấy nó là cái sự thư khi mà nó gửi ấy, thì nó dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh chứ nó không có dùng các ngôn ngữ khác. Như vậy ấy, là rất là bất tiện cho người Việt Nam. Thì vì vậy mình muốn từ nay trở đi ấy, mình có dùng UTF-8 Unicode, thì cái này ấy, khi mà mình gửi thư, khi mình đánh tiếng Việt và gửi đi cho người ta thì người ta có thể xem được bằng tiếng Việt có đủ dấu. Thế bấm vào OK ở đó. Thế sau khi mà mình bấm OK rồi ấy, thì mình vào cái International Setting, mình bấm vào Compose, thì mình có thể đổi cái phông mã của mình đi. Cái phông của mà mình muốn chọn thì kiểu gì ấy, thì đấy là tùy mình. Thế mình bấm vào đây mình đổi nó thành Tahoe mà xong rồi cỡ 12 chẳng hạn nhé, thì là cỡ chữ của nó 12 là nó to như thế này. Thế thì nếu mà mình chọn thì từ nay trở đi ấy, thì là khi mà mình viết thư, tức là cái mail này, thì là nó sẽ dùng cái mã này. Thế bấm ở bên dưới ấy, là sau khi mình làm như vậy thì mình bấm apply rồi bấm ok, thì là từ nay trở đi á, mình bây giờ mình có thể viết thư mà đánh được tiếng Việt. Thì bấm vào create mail chẳng hạn, thì đây là cái mail mới nó hiện ra. Thì cái đầu tiên là mình nhìn vào thì cái format ấy, là nó đề là rich HTML, rich text. Thì vì có rich text cho nên là mình có thể thấy cái kiểu chữ, cái cỡ chữ, thế rồi là chữ in đậm, chữ in nghiêng, chữ gạch chân, thế và đây là các cái màu sắc của chữ nữa. Thì bây giờ ví dụ như tôi thử đánh một dòng tiếng Việt. Thì sau khi mà tôi đánh như vậy xong rồi á, thì là tôi bấm send á, thì tôi chọn cái người mà tôi sẽ gửi cho và bấm send á, thì là cái người đó sẽ nhận được đúng y như như là những cái nội dung mà tôi đã viết ở đây. Thế nên đây cái phim đến đây là kết thúc.